Còn đây là Camry 2.0 E số tự động nè, đời 2018, bản số Khánh Hòa, chạy 35.000 km. Sim này là cái xe này là khi trực tiếp đi Khánh Hòa, Nha Trang quý vị thu về đây. Và hiện tại mẫu xe này đang được rao bán mức giá là 852 triệu đồng. Đó, quý vị bỏ ra 852 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Camry 2.0 E đời 2018 này quý vị.